Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Ba Hưng bán nhà Gò Vấp Tân Bình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn của nhà phố nhà mình thì với diện tích là ngang 4m2, độ dài 15m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu với kiểu mặt tiền cổ điển Cityland. Nhà mình thì nằm ở cuối hẻm của một con hẻm nội bộ 8m, có thể di chuyển 3 chiếc xe hơi tránh nhau được. Một con hẻm nhựa rất là sạch sẽ luôn, nằm trong một khu nhà lầu đồng bộ khoảng chừng 25 căn. Và đã bán hết rồi, còn duy nhất một căn thôi. Và nhà mình sẽ có một lớp cổng bằng sắt này. Và tiếp đến sẽ có một lớp cửa nhôm, cửa nhựa lõi thép nha. Và đây là khu vực để xe máy của nhà mình, khoảng sân 2m. 2m sân. Và chúng ta cùng Hưng bước vào bên trong khu vực gara xe hơi nha. Thì nhà mình nằm cuối hẻm thì có thể đậu xe hơi ở trước hẻm rồi. Khu vực này chúng ta làm phòng khách rất đẹp. Hưng sẽ quay qua khu vực con hẻm này. Nằm ở cuối hẻm của trục đường Phạm Văn Chiêu. Thì con hẻm nhà mình là một con hẻm được gia chủ trải lát một lớp gạch nền nằm cuối hẻm này. Và gia chủ nhà mình thì đã lợp mái bên trên luôn. Chúng ta có thể để xe hơi bên ngoài này và không lo bị trời mưa nha. Để xe hơi bên ngoài, chúng ta tận dụng khoảng cuối hẻm rất là hay luôn. Một con hẻm rất to, 8m, và có trồng cây xanh ở cuối hẻm này. Mua căn nhà phố này thì chúng ta có thể để bàn ghế đá ở trước đây và ngồi uống cà phê hoặc là uống trà mỗi buổi sáng nha. Trồng cây. Một căn nhà phố rất là hay luôn. Đây, chúng ta cùng Hưng xem lại khu vực phòng khách số 1. Khu vực phòng khách số 1 gara xe hơi được gia chủ làm một bộ, tặng một bộ sofa. Và sàn gạch được làm gạch 80 màu trắng. Tường thì được dán gạch và làm những đường len bằng gỗ. Rất chi là đẹp mắt nha. Căn nhà mình thì được chính chủ xây ở vào năm 2018 nha. Và đã xây ở được khoảng 6 tháng rồi. Và giờ chủ cần tiền và bán gấp với giá là 6 tỷ 150 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh cho những khách hàng nào thiện chí nha. Thì chúng ta sẽ được gia chủ làm một cái trần thạch cao và có một đèn chùm. Vào nhà mình thì có hướng là hướng vào nhà mình thì có hướng là hướng chính bắc nha, phù hợp với những cửa hàng nào thuộc hướng là đông tứ trạch. Một căn nhà phố với diện tích vừa phải, rất đẹp và nằm ở cuối hẻm, cực kỳ là tiện ích luôn. Chúng ta có thể sở hữu được khu vực cuối con hẻm để đậu xe hơi và trồng cây cũng như là làm bàn uống nước trà một buổi sáng nha. Đây là khu vực cầu thang này. Thì cầu thang của nhà mình thì được làm trụ và tay vịn bằng gỗ cam xe đặc nha. Một căn nhà phố được làm với kiểu kiến trúc Cityland năm 2018 và vẫn như cũ, vẫn được ốp đá hoa cương, kính cường lực 10 ly, kiểu cầu thang rẽ quạt. Đây, chúng ta để ý thấy là khu vực phòng bếp của nhà mình thì được làm cao hơn phòng khách khoảng chừng 15 phân và chúng ta vẫn được ốp gạch 80. Bên này thì sẽ được gia chủ dán một bức tranh treo tường, một bức tranh phong thủy này. Và di chuyển vào đây là khu vực phòng bếp nha. Phòng bếp của nhà mình thì bé hơn phòng khách một xíu thôi và được tặng một bộ bàn ăn 6 ghế cũng như là khu vực tủ bếp được làm là gỗ cam xe. Một loại gỗ rất là đẹp và bền luôn. Trần vẫn là trần thạch cao. Và khu vực nhà bếp của nhà mình thì tường được ốp gạch lên kín tường luôn. Chúng ta rất là dễ lau chùi. Và một nhà vệ sinh ở cuối này. Nhà vệ sinh này rất rộng rãi. Và chúng ta sẽ có một giếng trời ở cuối khu vực. Cuối khu vực căn nhà nha. Khoảng chừng 1m2 thôi. Đây, cùng xem lại khu vực căn nhà phố nhà mình. Chủ thì mới xây vào năm 2018 vào tháng 6 nha. Và giờ dọn ra ngoài ở rồi. Gửi Hưng quay video và bán lại cho chủ nhà.
với giá là 6 tỷ 150 triệu đồng, chúng ta có thể sở hữu được một căn nhà phố với diện tích ngang 4m2, dài 15m và được xây dựng với kết cấu là một trệt, một lửng, 3 lầu, gồm có các công năng sử dụng là 2m sân để xe máy, 2 phòng khách, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Nhà mình thì có thể sử dụng được khoảng cuối con hẻm để đậu xe hơi nha. Chúng ta được gia chủ làm lợp phía trên, được làm lợp một lớp rèm kéo che mưa che nắng rồi. Và đây là khu vực phòng lửng này. Phòng lửng là khu vực phòng khách số 2, phòng sinh hoạt chung cũng như phòng karaoke của chúng ta. Thì vẫn được ốp gạch sàn 80 cũng màu trắng luôn, và sẽ được gia chủ sơn nước sơn màu trắng toàn bộ khu vực này. Trần thì được làm thạch cao và có một chiếc đèn chùm, cũng như là được tặng một bức tranh phong thủy. Với diện tích ngang 4m2, dài 15, chúng ta có thể sở hữu được một căn nhà phố với diện tích vừa phải, ở được khoảng tầm từ 6 đến 7 người. Và cùng Hưng tiến lên khu vực lầu 1, khu vực phòng ngủ số 1 và số 2 nha. Cửa vào phòng ngủ là cửa gỗ cam xe này. Nhà chính chủ xây ở thì đầu tư nội thất rất là cao cấp luôn. Và sàn phòng ngủ số 1 của chúng ta sẽ làm sàn gạch giá gỗ 60. Toàn bộ tường thì được sơn nước màu trắng luôn. Trần cũng được làm thạch cao. Ở bên này chúng ta sẽ được treo một bức tranh treo tường này. Nhà này thì được gia chủ tặng lại toàn bộ máy lạnh cũ của gia chủ đã dùng nha. 4 chiếc máy lạnh. Và sẽ được làm rèm cửa, cũng như là có cửa sổ, cửa ra ban công bằng nhựa lói thép. Ban công 1m2, làm lan can bằng sắt, có cột được sơn giả đá. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh giúp Hưng nha. Nhớ đăng ký kênh để chúng ta tiện theo dõi những video nhà bán mới nhất trên thị trường quận Gò Vấp, Tân Bình, quận 12. Hãy nhớ đăng ký kênh. Và anh chị nào đã đăng ký kênh rồi thì hãy nhấn vào biểu tượng Noki chuông góc bên phải của chữ đã đăng ký nha. Đây là khu vực nhà vệ sinh ở một phòng ngủ. Thì Hưng sẽ quay một nhà vệ sinh thôi nha. Có đầy đủ các thiết bị như là bồn rửa tay, bồn cầu, vách ngăn, gương soi, vòi tắm hoa sen. Và nhà vệ sinh thì được ốp gạch lên cao gần kín tường. Ta sẽ được kẻ chỉ những đường viền gạch. Và hãng nhà vệ sinh là hãng Napoli, một hãng rất lạ luôn. Và chúng ta cùng Hưng tiến sang khu vực phòng ngủ số 2 ở lầu 1. Vẫn là cửa gỗ cam xe, sàn gạch giá gỗ 60, cũng được kẻ những đường chỉ nhỏ nhỏ này, trang trí một bức tranh treo tường. Và trần thì được kẻ chỉ và làm thạch cao. Có cửa sổ ra giếng trời nha. Phòng ốc thì rất rộng rãi, chúng ta thoải mái để kê giường và kê tủ luôn. Được tặng một cái máy lạnh, 4 phòng ngủ 4 cái máy lạnh luôn, và một nhà vệ sinh riêng. 6 tỷ 150 triệu đồng, chúng ta sẽ sở hữu được một căn nhà phố nằm ở con hẻm 8m, di chuyển 3 chiếc xe hơi tránh nhau, và một con hẻm nhựa với 25 ngôi nhà đồng bộ. Và cùng Hưng tiến lên khu vực tầng 2 của căn nhà phố này nha. Tầng 2 thì cũng giống với tầng 1 thôi, vẫn là 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Sẽ quay sơ qua thôi. Đây, cũng giống với phía dưới nha, vẫn được làm nền gạch như vậy. Tường thì cũng được sơn nước như vậy luôn. Cũng một máy lạnh, máy lạnh cũ của chủ cũ ở, vẫn dùng ok, vẫn đang dùng ngon lành lắm. Mới ở được khoảng tầm chưa tới một năm thôi. Một nhà vệ sinh riêng, một con hẻm rất rộng, thoải mái để mua ở, mở văn phòng công ty, hoặc là mua để
đầu tư kinh doanh vẫn được. Giá này thì cũng vừa phải, không cao quá mà cũng không rẻ, vừa phải. $6.150.000 còn thương lượng nha. Theo Hưng thì tầm 6 tỷ gia chủ sẽ bán căn nhà phố này. Chúng ta chỉ cần khoảng tầm 3 đến 4 tỷ và vay ngân hàng thêm nữa là ok rồi. Nhà thì vay ngân hàng tối đa được 4 tỷ luôn. Và cùng Hưng tiến lên khu vực sân thượng. Nhà này thì do chính chủ xây ở thì chúng ta yên tâm về sự chắc chắn cũng như là dàn móng của căn nhà nha, rất chắc luôn. Xây rất chắc chắn và làm thì khỏi nói rồi. Đây là khu vực phòng thờ. Phòng thờ của nhà mình thì được làm rất rộng luôn. Vẫn sàn gạch như vậy. Được làm rất rộng. Gần như là hết khu vực sân thượng phía trước luôn. Sân thượng chỉ để một khoảng nhỏ nhỏ thôi. Có một lớp cửa nhựa lõi thép ra sân thượng phía trước này. Có một xíu xíu như ban công thôi. Cột thì được sơn giá đá này. Và chúng ta cùng tiến sang khu vực phòng giặt và sân phơi nha. Thì này gia chủ làm chung luôn. Chúng ta được lợp mái rồi. Được lợp mái rồi này. Và làm song sắt rồi. Phía trên thì đã có dây răng rồi. Ok. Giặt đồ tại đây có đường ống máy giặt tại đây rồi. Vâng, video của Mã Hưng đến đây là kết thúc rồi. Mọi người xem video thì hãy nhớ đăng ký kênh giúp Hưng nha. Nhớ đăng ký kênh để chúng ta đăng ký kênh và ấn chuông để chúng ta tiện theo dõi video mới. Nhà đất Mã Hưng sẽ liên tục cập nhật video nha. Và anh chị nào có thắc mắc hoặc là có hỏi gì về căn nhà phố này thì hãy nhận xét xuống dưới video. Và đừng quên cho Hưng một lượt like cùng một lượt share để cho kênh YouTube Nhà đất Bắc Hưng được phát triển mạnh mẽ hơn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo. Xin chào.